Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích bonsai cây kiểng hay hình cảnh nước cô chú anh chị. Hôm nay em có quay trở lại với chỗ vườn của bạn Dũng ở huyện Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình giao lưu một số mà cây sung với lộc vừng quái quái với cô chú anh chị. Hôm nay thì bạn Dũng bán giá hữu nghị, giá rẻ cho cô chú anh chị mình về mình chơi, và số tiền thì lấy để cho nấu cơm cho các bạn sinh viên chốt kiểm dịch ha, cô chú anh chị. Còn mỗi số tiền mà bạn Dũng thì nấu thường xuyên ha, hàng ngày hết cho chú nha, nấu cơm đi chốt kiểm dịch Covid-19 tại Cần Thơ. Thì cũng mong cô chú anh chị mình yêu thích bonsai thì ủng hộ bạn Dũng, rồi còn bỏ số tiền thì mình sẽ đem đi nấu ăn ủng hộ cho các bạn nha. Hai cô chú anh chị ha. Dạ, dạ. Chào anh Dũng ơi. Xin chào anh nha, xin chào cô bác, anh chị em mình đang xem video mới nhất của con nha. Hôm nay con lên một clip sung với lộc vừng nha cô bác. Dạ. Hôm nay thì đồng giá là 150.000 một cây nha cô bác, con bán từ 2 cây nha. 2 cây gì là 300.000 nha cô bác. Chương trình đặc biệt phải không? Dạ, chương trình đặc biệt, bình thường con bán một cây này là đã là 200 rồi. Dạ. Đó, bán rất là nhiều hết, chỉ còn mấy chục cây nữa con sẽ bán, lấy cái tiền này để con nấu cháo để cho hỗ trợ cho các bạn sinh viên ở chốt kiểm dịch nha cô bác. Bữa giờ cũng làm 10 ngày rồi ha. Nhưng mà còn nấu phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà còn khoảng 50-60 gốc nè. Dạ, thành ra bán hành lý để lấy cái nguồn tiền để mình làm hỗ trợ cho các bạn sinh viên ở ngoài chốt dịch nha. Dạ, giá này 300.000 rất là ok luôn nha cô bác. Cái này tiền ship về cho cô bác là khoảng một cây khoảng 40.000 rồi, hai cây khoảng 80 rồi. Thành ra còn không có nhiều hết. Rồi đây là cây mã số 1 nha cô bác. Dạ, sung mã số 1 nha cô chú anh chị. Bonsai để quái hết nha cô chú anh chị nha. Dáng thì có sẵn rồi, chỉ cần giờ mình lấy tược lại thôi nha cô chú nha. Để dây rồi lại nha. Cây thì đâm tược khỏe hết, giống nhau hết nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cặp số 1 300k nha cô chú. Dạ, 300k nha cô bác. Con bán theo cặp nha cô bác ơi. Cái này cô bác rất xứng đáng luôn. Cây rất là, cây nào cũng rất là cái co rất là điệu luôn. Rồi, cây mã số 1 nha cô bác. Rồi, mã số 1. Rồi con sẽ lên nè. Số 2. Số 2. Con cũng sẽ lựa đồng đồng với nhau nha cô bác. Rồi. Cái cây này rất là đẹp luôn. Bảo đảm về chơi rất xứng đáng luôn. Như cái vỏ sách nha cô bác. Cái này bán theo cặp nha cô bác, để cho mình về mình trồng mình treo cho. Dạ. Mã số 2 nha cô chú. Dạ, mã số 2. Cây mạnh khỏe hết nha cô chú. Dạ, cây nha. Mạnh khỏe hết. Nhưng mà giữa lúc của con dao con sẽ cắt bớt nó chừng khoảng một còn một gang thôi, nó dễ nó không gãy nha cô bác. Với lại mình chứ cái này cao quá nó người cũng gãy hết à, cắt khúc nha. Dạ, mã số 2 ha cô. Dạ, 300k. Dạ, mã số 3. 3. Đó, cái này quái nè cô chú anh chị nha. Rất là quái luôn các bác ơi. Cái này nó chơi dư dáng vừa đổ mà vừa nó vừa đổ nó có cái đỡ cái tược nha các bác. Đó. Đỡ có thành chủ rồi. Dạ. Chủ. Rồi, bên này cũng quái nha cô chú. Sung quái không như cô chú anh chị. Mã số 3 nha cô. Số 3 nha cô chú anh chị, 300k luôn nha. Dạ, cô chú. Dạ, 300k mã số 3 nha cô bác. Rồi. Cây nào cũng quái hết nha cô bác. Cái cây này cái co rất là đẹp luôn. Nè cô bác này mua chơi, mua tặng cũng ok nha. Bình thường mấy clip trước là bán clip đầu tiên luôn bán 400 đó. Dạ, mấy cây mới, mấy cây bự đầu tiên là bán 4 cũng không thân thua bao nhiêu 400 đó. Nhưng mà tại vì còn một số thì bán luôn cho rồi nha cô bác. 150 nha cô bác. Cái này cô bác mua tặng cũng rất là ý nghĩa luôn ha. Sung túc ha, sung túc. Trời. Rồi. Con sẽ lên cây số 4. Sung mã số 4 nha cô chú anh chị. Đó, cây này thôi cái phiên. À, cô bác thấy cái cây này nó rất là đẹp luôn á. Để vô chậu nhỏ nhỏ chơi, mình để bàn rồi chơi cũng được. Sung thì cô bác đừng có sợ chết nha, nó mạnh dữ lắm. Mã số 4 cô bác ơi. Cái cây này cũng quái anh ha. Co rất là quái luôn.
giá 300k nha cô bác. Rồi con sẽ lên mã số 5. Xung luôn nha cô chú anh chị. Dạ xung luôn nha cô bác. Rồi cặp xung mã số 5 nha cô chú. Cái cây này nó nhỏ thôi nhưng mà rất là quái nè. Có nhiều anh em rất là thích. Cái này mình trồng gắn đổ cũng được nha, nha cô bác. Cái này với cái này mình kiếm cái chậu nào vô gắn đổ đẹp ở đây. Đã ha, lượng nha cô chú anh chị nha. Đẹp quá hay là mình để lại. Để lại chỗ rồi chồng. Không cái này đẹp lắm nè anh. Hả? Dạ. Gắn đổ nha cô bác. Bác ưng cây này là chơi rất là đẹp luôn rồi nha cô bác. Có trái lòng thòng luôn ha. Đúng rồi, okay. Nó tại vì nó nguyên cái hàng nó lượng nha cô chú anh chị, nó dài ha, cái đường thân nó dài nó lớn mà trái mà nó thòng xuống là phê lắm nha cô chú. Cái này nó giỡn thôi chứ em bán cho em không có chồng nhà hết chỗ. Nhà. Cái này thì ngọt cũ luôn ha. Đúng rồi, ghi đi. Số 5 nha các bác. Rồi con sẽ lên cặp số 6 là ghi gọi. Đấy. Số 6 nha cô chú, chị sung luôn nha cô chú nha. Rồi, cái sung luôn nha các bác. Rồi. Cái nào cũng sống khỏe hết nha cô chú. Mã số 6 nha cô bác. 222 cây chỉ có 300.000 thôi nha cô bác. Giá cực kỳ ưu đãi luôn ha. Cái này con lấy tí tiền để con hồi nữa con sẽ trên đầu video con sẽ để cho một hai hình ảnh lúc mà nấu nấu cơm của nhóm nha cô bác. Này lấy tiền để làm cái quỹ để nấu cơm. Còn mình như mình còn 12 ngày nữa. 12 ngày nữa sẽ chốt sẽ được mở mà không biết có lặp lại không thì không biết. Chứ theo quy định thì 12 ngày nữa. Dạ. Cầu mong mình nó đóng đi. Vừa khỏi cái nấu cơm mà vừa hết dịch. Rồi mã số 6. Lấy cái nhỏ thôi. Mã số 7 nha cô chú chị, tiếp tục là cặp xung mã số 7. Mã số 7 cho cái này nó rất là lực luôn nè cô bác. Cây quái. Ủa mà hai cây này cũng đẹp luôn, hai cây này cũng đẹp hết nè. Trời ơi. Lâu này anh thấy cái con này rất là đẹp luôn nè. Nó rất là gắt luôn á. Rồi. Rồi mã số 7. Dạ, số 7 nha cô bác. Bảy rất là đẹp luôn nè cô bác ơi. Rồi con sẽ tới mã số 8 nha cô bác. Rồi tiếp tục là cặp xung mã số 8. Mã số 8 cô bác ơi. 300k một cây nha cô bác. Xung mã số 8. Rồi tiếp tục là xung mã số, cái này mua nguồn cũ nha cô chú chị. Rồi cái này là nguyên cái cũ luôn nha bác, thích chơi hàng quái thì mình là sưu tầm cái này ha. Cũ khoai tây nó tròn cái cũ nó lên cái đọt này dạ, như cũ khoai tây nha bác, rất là quái luôn á. Cái này mình cho vô cái chậu nhỏ chơi rất là quái luôn này cô chú chị, nhìn mấy gọn khô luôn nha, đỏ lắm nha. Cái này thì là nguyên một cục luôn nha cô. Rồi giá 300k nha cô. Rồi. Rồi. Tiếp tục là mã số tiếp tục là mã số 10. Rồi, tôi để em lấy mã số. Dạ mã số cặp số 10 nha cô chú. Dạ cặp mã số 10 nha cô bác. Mã số 10 300k một cặp. Dạ 300k một cặp. Tới sau clip mã xung này sẽ là lọc vừng, mà lọc vừng có bán ngắn lẻ mà nha cô bác. Dạ, một cây 200k nha cô bác, bán lẻ từng cây. Dạ. Rồi. Tới đây xung giá 300k cây cặp cuối cùng mã số 10 nha các bác. Cái này cũ nằm cũ như heo nha các bác. Nằm rất là đẹp luôn. Mã số 10 các bác ơi, 300k một cây nha các bác. Có đuôi luôn nha, cây chứ chỉ có chân nữa nè hả. Rồi ok, mình sẽ lên lọc vừng nha các bác. Dạ. Lọc vừng cũng bán lẻ từng cây, một cây 200k nha các bác. Dạ, mã số 11 là lọc. Dạ, mã số 11 các bác ơi. Cái này có cái đọt hình sẵn nhưng mà ở mình chốt mình cắt nha cô chú ha. Dạ. Nó ra tược máy lại nha. Chứ vận chuyển nó vậy. Rồi đó nha. Rồi, của tới mã số 2 nha cô bác ơi. Dạ, mã số 2. Giá 200k một cây nha cô bác. Lọc vườn mã số 2 nha cô chú. Dạ, mã số 12. Mã số 12. Mã số 12 lọc vườn.
Rồi, mã số 13 nha cô bác. Lộc vừng mã số 13 nha cô chú anh chị. Cây nó bông màu đỏ lá nhỏ ha. Dạ, bông màu đỏ lá nhỏ nha cô bác. Rồi, con lên. Mã số 14. 14 nha cô bác. Rồi, con lên mã số 15 cô bác ơi. Mã số 15. Lộc vừng mã số 15. Dạ. 200k nha cô chú. 200k nha cô bác. Một cây 200k. Rồi. Mã số 15 nha các bác. Rồi cũng là mã số 16. Cây nó nhỏ rất là quái, lộc vừng được cái bông nó đẹp, bông nó rủ xuống nó đẹp. Lộc vừng già tàn là có bông. Dạ. Rồi con sẽ lên cây mã số 16. Ui. Cây này rất là quái luôn nha các bác. Nó có cái cò này. Rất là quái luôn. Mã số 16 nha các bác ơi. Là số 16 nha các bác, giá 200k nha. 15. 16 không? Rồi tiếp tục cây lộc vừng mã số 16 nha các bác. Đây cây lộc vừng mã số 16 rồi các bác ơi. Mã số 16 nha các bác. Rồi có sẽ lên cây mã số 17. Cây 17 16 này đi gan nhau nha các bác. Chơi cặp. Dạ hai chơi cặp ha. Cây mã số 17 nha các bác. Giá 200k một cây nha các bác. Rất là quái luôn, lộc vừng có bông rất là đẹp luôn. Rồi, con lên cây mã số này nó rất là mạnh. 18. Tôi còn nhắc biết nhiêu lần mà cứ đâm lên hoài ha. Mã số 18 lộc vừng nha cô chú. Dạ. Bông màu đỏ ha. Hình như nãy cây này mới là cây 16 nè. Quên rồi, nhớ. Quên rồi, còn bên cây mã số mấy rồi? 17, 18 thôi, vì cây này cây 19 nha cô bác. Cô bác hình như nãy cây này 16 nhưng mà đổi lại cây 19 nha cô bác. Bị lộn quá. Bị lộn. Cây 10 giờ. Quái quái nè phải không? 19 nha cô bác. Cây mã số 19 nha. Rồi. Bó cái này để nhớ cái gì gửi hình cho khách. Rồi, cây cuối cùng cây mã số 20 nha cô bác. Cây mã số 20 nó có cái cò rất là lắc luôn nè cô bác. Hơi bay nha cô chú. Dạ, hơi dáng bay. Mã số 20 nha cô bác. Cái này từ rất là mạnh hay gì. Rất là khỏe cây nha cô chú. Rồi. Dạ. Cây này cũng là cây kết thúc video rồi nha. Cô bác thấy video này hay like và đăng ký kênh giúp con. Mong cô bác ủng hộ con để con có kinh phí để tiếp tục nấu cơm trong mười mấy ngày nữa cho mấy các bạn sinh viên ngoài chút cũng dịch nha cô bác. Dạ, hẹn cô bác trong video kỳ tới nha. Dạ, cảm ơn anh Dũng và em xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn ủng hộ Dũng cũng ủng hộ cho anh nha cô chú anh chị nha.